nè các cậu ơi, giờ tôi bay lên rồi nè. Tiết cử chân Mỹ rồi, để tới giờ cho. À, Linh Nhi thuộc hết rồi. Trời ơi, sao các cậu học lẹ vậy? Tớ mới học đến có kiểu chân 4 thôi à. Mà cậu thuộc chưa? Để Linh Nhi dò cho. Ờ, thì cũng sơ sơ. Vậy dưới đây tớ dò cho. Đây. Ừ, cậu đọc đi. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 16, 4 x 5 20. 4 x 6, 4 x 6. Chim ơi, công nhận làm chim như tụi mày sướng thật, không phải học bạc cửu chương gì hết á. Có con diều này. Ồ, hay nha. À đúng rồi, hay là mình vào mình rủ Su Hào với Linh Nhi đi thả diều nhỉ? Được đó. Ê Su Hào, Linh Nhi. Hả? Này. Con diều của tớ mà. Đúng rồi, tớ lấy trong kho nhà cậu đó. Hay là tụi mình đi thả diều đi. Con diều này tớ để trong kho lâu rồi, bị chuột cắn, không thả được đâu củ cải ơi. Củ cải mang diều ra là Linh Nhi mới để ý. Hình như là tới mùa diều rồi đó các cậu. Chán thế, con diều đẹp như thế này mà không thả được hả? Ê, hay là tụi mình đi mua diều chơi đi. Vậy cũng được. À, tớ còn 100 ngàn nè. Linh Nhi còn có 10 ngàn à. Thu Hào 100 ngàn là đủ mua diều rồi đó. Còn Linh Nhi á, có 10 ngàn nữa sao mà mua. Thôi, để tớ. Còn có 1 ngàn à. Vậy tớ chắc cố dùng 10 ngàn của tớ không mua được diều á, thì 1 ngàn của cậu á không mua được cái cây xỏ diều nữa. Ai bảo cậu 1 ngàn của tớ không mua được diều. Đừng có khi dễ 1 ngàn của tớ nha. Ý của cậu là cậu khác giúp tớ đúng không? Tất nhiên rồi. Bây giờ nha, mình sẽ tổ chức một cuộc thi làm diều hoặc là mua diều với mệnh giá tiền là 1 ngàn, 10 ngàn và 100 ngàn. Người nào mà không thực hiện được á sẽ bị sụt thì dòng 100 cái thì chết không? Chơi thì chơi. Phép cho cổ vô, bây giờ 1 ngàn cũng mua được diều gì đấy ta. Ây trời, mình chơi diều cũng mấy năm rồi. Con diều rẻ nhất mình chơi cũng ba mấy ngàn. Diều gì 10 ngàn đấy ta. Đau đầu quá à. Đau đầu hơn quản khúc chương nữa. Thôi, hai cậu nghĩ làm sao mà làm được diều được nha. Còn tới 100 ngàn đi mua diều đây. Tí nữa tới về. Các bạn nha. Thu Hào xuống thiệt chứ. Đây con cải. Gì á? Tao nghĩ ra được cách làm diều 10 ngàn rồi. Nghĩ ra được hả? Trời ơi, thế còn 1 ngàn mình làm cái gì đây ta? Có cách rồi. Tớ về rồi này các cậu ơi. Tí tí, tớ cũng về rồi nha. Trời ơi, hai cậu đi mua nhiều gì mà lâu dữ. Tớ ngồi nhà không cũng có nhiều chơi. Sao sao? Không, nhiều cậu đâu. Đây, cái bọc ni lông này á, tớ lấy ở đằng sau nhà kho của Su Hào. Còn cái gì này á, tớ có sẵn rồi. Đấy. Đây, còn dư 1 ngàn. Coi như là tớ mua cái bọc ni lông này của Su Hào hết 1 ngàn nha. Thả diều bằng bọc ni lông hả? Lần đầu tiên tớ nghe nhá. Biết cái thả được không đây? Thế ớn à? Chờ đấy mà xem. Còn cậu Linh Nhi, 10 ngàn của cậu, cậu đi cả buổi cậu mua được cái gì đấy? 10 ngàn của tớ hả? Tớ quyết định là tự tay làm con diều. Đây, tớ đã mua được một cây keo này nè. Đấy, cây keo này là tớ mua 3 ngàn nha. Còn cái cọng chỉ này thả diều là mua 7 ngàn. Cuốn tập này là Linh Nhi có sẵn học xong rồi. Còn cái cây này là chẳng có bên đường nè. Tự làm diều á? Nghe phiêu thế. Có làm được không đây? Mà làm xong rồi có thả được không đây? Làm được hay không á, thả được hay không á, cậu chóng mắt lên đi rồi biết. Trời ơi, hai cậu cực khổ quá. 10 ngàn, 1 ngàn, không biết là bay được không. Này, của tớ nè, quá xịn sò luôn. Ê, cô Cải, Su Hào của con diều thì nhìn như cái áo mưa vậy. Mua lộn không? Lộn Su Hào. Ôi, thật là đáng thương. Thế hệ 1 ngàn, 10 ngàn. Thôi, lát ở đây sân thượng đi, để tớ cho hai cậu biết. Bây giờ Linh Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm diều bằng giấy nha. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling like vậy là Linh Nhi đã làm xong
chua là được. Ê Xu Hào, cho Linh Nhi giờ Xu Hào bóp thì Linh Nhi và em che nha. Ok, để tao làm cho. Linh Nhi, cậu xong chưa? Chờ cậu nãy giờ á. Ừ, đợi tao tí, tao dán phần đuôi nữa rồi mình đi nha. A few moments later. Yeah, trên này gió đã quá. Ê Xu Hào, mà con diều của cậu như thế nào vậy? Mở ra đi. Ờ đúng rồi đó. Bây giờ tao mở ra cho cậu xem nha. Ờ tao mở ra đi. Diều của tớ là diều bạch tuộc đó nha. Đâu xem nào. Đây, xem này. Đây. À, không phải bạch tuộc mà là con mực. Con mực hả? Ừ. Ồ, cái đuôi gì mà ngắn vậy Xu Hào? À, cái đuôi này tớ buộc lại đấy. Buộc lại hả? Ừ. Mở ra đi, mở ra. Wow. Đuôi dài dữ rồi. Ủa mà sao không thấy có dây gì vậy Thu Hào? Không phải cái cây chặn chứ. À, diều này dùng gió thôi chứ không cần dùng dây đâu. Gió hả? Ừ. Bây giờ để tớ thả con diều 1000 của tớ trước cho xem nha. Ok, cậu thả nó đi coi nó có bay không. Nếu mà không bay, chuẩn bị sụp dầu 100 cái đi nha. Nhìn nè. Con diều của tớ bay lên rồi nè. Các bạn ơi, theo các bạn á, thì diều của cải bay như vậy có tính không? Các bạn hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Tính chứ, diều của tớ có 1000 thôi, cậu đòi hỏi nhiều thế. Ôi, nó bay cao kìa. Ôi, này, bay cao như này. Bay cao quá, diều ơi, bay lên nào. Thôi, nhìn như cái mặt tiên long mà bay giữa trời. Diều ơi, diều. Thấy người hả? Ê, Linh Nhi. Cậu thả diều của cậu đi. Không biết là có bay được hay không mà cứ chơi diều của tớ hoài. Trời ơi, bay hơi bị đỉnh luôn á. Thế thả đi. Lên này, diều 10.000 của tớ nè. Đâu, 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 đâu. Đây, 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 ôi nhưng mà con bay cao kìa. À, tất nhiên rồi, dù xịn ta mà. Trời ơi, khi dễ diều 10.000 của tớ nha. Nhờ con diều 10.000 của Linh Nhi mà bay cao dữ trời. Tớ thả hết dây luôn. Đâu, thả hết dây ra xem nào. Nè, hết dây thôi, nó bay tớ. Ê chờ, hết dây đó. Ghê chưa, ghê chưa. Ê, nó rơi kìa, nó rơi kìa. Từ từ, gió chưa có đều. Ồ, đã quá Linh Nhi ơi. Yeah, 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 quá tuyệt vời luôn. Các bạn ơi, bầu chọn cái diều của công nhận diều của Linh Nhi bay khá đấy. Nhưng mà xem này, diều của tớ bay mới đỉnh đây nè. Để tớ thả cho cậu xem nha. Đâu, thả ra xem nào. Đây. Wow, nhìn một cục vậy mà mở ra dài phết kìa. Ê, tất nhiên rồi. Nhưng mà biết đâu nó có bay được hay không. Ui, sao lại không bay được. Hàng xịt mà không bay được. Đâu. Đây. Đây, thấy chưa, thấy chưa. Ôi. À, hình như nó bị rối dây ở đây này. Rối dây hả? Ừ. Cậu tháo nó ra đi. Ôi, nó bay được kìa, nó bay được kìa, nó bay được kìa. Ờ, để tôi thả dây nha. Đây. Xem này các cậu ơi, giờ tôi bay lên rồi nè. Ôi, lên rồi. Ôi, nhớ. Ôi, giờ tôi lên rồi. Để tôi thả thêm dây nhá. Ôi, sao nó quay là nhỉ? Để tôi thả lại. Kéo dây ngắn quá. Đó. Hình như là dây cột không đều ấy. Với lại là gió cũng không có đều đó, Diều Nhi rớt rồi kìa. Đây. Rồi. Wow. Ôi, thả đây. Wow. Ê, kìa. Đồng rồi đó. Lên cao gió mạnh. Ôi. Để tôi thả nha. Ôi hết gió rồi. Ôi. Gió rồi. Ôi. 1, 2, 3. Lên. Wow. Ê Xu Hào, có thấy con mực này của cậu hả? Nó còn dở hơn con đại bàng năm ngoái nữa đó. Nó bay gì đâu mà là cái nó rớt à. Chắc về nhà tới mua lại con Phượng Hoàng Thảo á.
chứ con này thả chán quá, cứ là giống như là con cá đuối. Trời ơi, công nhận nha, con diều của Su Hào đắt thì đắt thật á, nhưng mà không bằng cái bịch ni lông của tớ nữa. Không bằng hả? Ừ. Trời ơi, bay đẹp như này mà không bằng. Bay là còn rơi xuống nữa, có thấy nó bay cao đâu. Nhưng mà hình thù nó vẫn đẹp hơn chứ. Thì được cái đẹp mã thôi. Thôi bây giờ mình nhờ các bạn khán giả bầu chọn đi. Được. Các bạn ơi, trong ba con diều đấy thì các bạn thấy con diều của ai đẹp nhất và bay hay nhất thì các bạn hãy bầu chọn những cái đó nha. Và đến đây thì tụi mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.